Em Hường xin chào mừng cả nhà YouTube nha. Em chào mừng cả nhà đã quay trở lại kênh YouTube Mấy Hàng Cô Bé của em Hường ngày hôm nay. Lời đầu tiên thì em cũng xin chúc cả nhà mình nè một buổi tối thật là nhiều niềm vui, nhiều sức khỏe và luôn may mắn trong cuộc sống nha cả nhà. Thì thực tế là mấy ngày nay em bận, rất là bận luôn, cũng gần dịp Tết, đơn hàng nó quá tải luôn á cả nhà, cho nên là em ít có thời gian mà em lên video. Thì hôm nay em lên video lại thì mong được sự ủng hộ của cả nhà mình nha. Cho em xin một lượt like nè, đăng ký kênh và chia sẻ ủng hộ cho em có động lực nha cả nhà. Thì có anh gọi hỏi cho em là em ơi, những cái siêu phẩm mít 3000 Pro này nè, thì nếu mà anh xài gia đình thì nó cũng hơi to, thì có cái mẫu nào mà nhỏ hơn xíu không anh, để mà nhưng mà vẫn đảm bảo chất lượng cho anh xài nha. Thì đó, thì hôm nay thì em sẽ lên một siêu phẩm này cả nhà. Siêu phẩm Cô Bé mít đời là 272 Pro. Cái dòng này thì nếu mà cả nhà mình xài gia đình nè, hoặc là mấy anh hàng xưởng á, mà mình cần một cái bộ là thiết kế gọn nha, gọn thôi để mình đi công trình, hoặc nhiều khi mấy anh cần vác máy lên cao thì nó sẽ rất là gọn nha cả nhà. Đây, hôm nay em đem đến siêu phẩm này nha. Model nè cả nhà, model của máy nè, mít 272 Pro nha cả nhà nha. Dòng này nó có xuất xứ là Tenerife da băng, là xuất xứ từ Nhật nha cả nhà. Ngay cả hình máy cũng được in trên thùng luôn, cho nên là hàng Cô Bé là luôn đảm bảo chất lượng nha cả nhà. High quality nè, đạt chất lượng khá là cao nha. Và DC inverter là dòng này là rất là tiết kiệm điện ha cả nhà. Đó, trên thùng, tất cả thùng máy là đều có hình ảnh máy trên trên thùng luôn nha cả nhà. Rồi, và bây giờ trước khi đi vào test thử là xem thử siêu phẩm này nè, có đảm bảo được là mình hàng được inox hay không, và hàng sắt kẽm như thế nào. Cho mình là gọi là chưa biết hàng thì xem thử là cả nhà mình có hàng được hay không nha. Và em sẽ khui hộp xem thử là bên trong, khi mà em bàn giao máy tới cả nhà mình thì bên trong bao gồm những gì ha. Đó, đây em sẽ khui hộp máy nha, cả nhà mình chờ em xíu ha. Cả nhà nhớ đăng ký kênh ủng hộ cho em nha, cho em có động lực. Rồi đây, dòng này nè cả nhà, có hai miếng xốp nè, bảo vệ máy cho mẹ, cho cả nhà mình khá là chắc chắn, cho nên khi mà em bàn giao tới nơi thì nó sẽ chống va đập rất là tốt nha cả nhà. Đầu tiên thì hãng sẽ tặng kèm cho cả nhà mình một đôi bao tay da bò nha. Đôi bao tay này rất là chống nóng luôn, nói chung là chống nóng cho khi mà cả nhà mình hàng. Bình thường em Hường hàng cũng hay đeo bao tay để bảo vệ đôi tay của mình nha cả nhà. Đây là đôi bao tay da bò ha. Rồi, tiếp theo là kính điện tử nha cả nhà. Kính này là kính chính hãng của Cô Bé luôn, cùng với thương hiệu của máy luôn nha cả nhà. Cho nên cả nhà mình sử dụng khá là ok, và tự động điều chỉnh ánh sáng luôn ha, rất là ổn định nha. Kính chính hãng luôn. Rồi, đó, kính rất là xịn sò luôn nha cả nhà. Và em có bỏ dư ra và kèm theo cho cả nhà mình là 5 cái bếp, 5 cái bếp và 2 cái chụp khí nha cả nhà nha, để mai mốt cả nhà mình thay thế đầu bếp ha. Đây, 5 cái bếp, bếp sơ cua nha, và 2 cái chụp khí này nha. Đó, em đều bỏ dư ra hết nha cả nhà. Em để đây ha, tí em tổng hợp lại sau. Rồi, kính nha cả nhà, kính điện tử luôn ha. Em không tặng kính thường nha, kênh em Hường đặc biệt không tặng kính thường cho cả nhà, tặng luôn kính điện tử luôn ha. Rồi, đây là một hộp sáp hàng. Hộp sáp này có công dụng là khi cả nhà mình hàng nóng, mình sẽ nhúng cái mỏ hàng mít cả nhà vào đây để cho làm mát ha, rất là ok nha. Hộp sáp hàng lâu lâu thì cũng có tác dụng rất là ok nha cả nhà. Rồi, và kèm theo cho cả nhà mình là cuộn dây hàng mít chính hãng của Cô Bé luôn. Và em nói rõ hơn cuộn này nha cả nhà, dây này là dây chính hãng của Cô Bé, cho nên cả nhà mình xài cực kỳ là ngon. Và dòng này là mít 272 Pro, cấu hình 272A, cho nên cả nhà mình xài được hai loại dây 0.8, và đặc biệt là mình kéo dây 1 ly rất là ngọt nha cả nhà. Không phải những dòng nhỏ trên thị trường là chỉ hàng được dây 0.8 nha. Và những cái cuộn hàng trên thị trường là trên hình hộp nè không có thương hiệu gì hết, cho nên là cả nhà mình xài nó sẽ, mối hàng nó sẽ không ngon. Và em sẽ tặng kèm và tặng luôn dây 1 ly nha cả nhà, một cuộn mít 1 kg ha. Rồi, kèm theo cho cả nhà mình là một cái búa gõ sỉ nha, để gõ sỉ mối hàng ha, để gõ cái vệ sinh mối hàng ở cả nhà. Rồi, và đây là sợi dây kìm hàng và kẹp mát luôn nha cả nhà. Kẹp mát này là kẹp mát to luôn ha,
Sợi dây kìm hàng này sẽ dài là 3 mét, kẹp má là 1,5 mét nha cả nhà. Em để xuống đây ha. Rồi, kèm theo cho cả nhà mình là cây gốc nam châm luôn nha. Rất là nhiều quà tặng ha cả nhà. À đây, và kèm theo cái này nữa là cái này là cái mo hàng nha cả nhà, sách hướng dẫn và phiếu bảo hành kèm theo chính hãng cho cả nhà mình luôn ha. Phiếu bảo hành này là trong này là đầy đủ tất cả thông tin luôn cả nhà, thông tin công ty đầy đủ cái nơi bảo hành cho cả nhà mình luôn, cho nên cả nhà mình yên tâm ha. Đó, kèm theo phiếu bảo hành chính hãng và máy này mình được bảo hành lên đến 2 năm nha cả nhà. Rồi, và đây là dây xuống bít nè. Kèm theo cho cả nhà mình dây xuống bít và để em phân tích luôn. Dòng 272 bờ rồ này thì dây xuống bít thì nó sẽ cao cấp hơn dòng 252 bờ rồ, nâng cấp ở điểm là dây súng này là dài tới là 3 mét luôn nha cả nhà. Rồi, với lại là cái tay cầm nè, cái tay là tay lọt. Tay lọt là nó sẽ dài hơn so với đời cũ nha cả nhà nha. Cái tay cầm này dài hơn và dài hơn là tới 3 mét luôn. Đó. Cho nên là cả nhà mình yên tâm ha, súng thì nó có lò xo bảo vệ luôn, ok ha. Rồi. Và tiếp theo là máy này cả nhà. Đóng gói rất là chắc chắn ha. À, em tay cầm của cái đó, em bỏ vô đây ha. Đây. Đóng gói là chắc chắn luôn cả nha. Em gỡ ra mà khá là khó khăn luôn nha cả nhà nha. Cho nên đi giao tới nơi mà mấy anh ở miền Bắc rồi thì yên tâm ha. Cho dù là xa nhưng mà vẫn đảm bảo được cái máy rất là an tâm cho cả nhà mình ha. Rồi em bỏ thùng dưới đây ha. Rồi, đây là siêu phẩm máy hàng mít nha cả nhà. Wow, cả nhà mình thấy chưa? Siêu phẩm này nè, thiết kế cực kỳ là gọn luôn, rất là gọn, nhưng mà công suất là tới 272 ampe, cho nên cả nhà mình hàng xưởng nè, mình hàng trên cao hoặc là mình đi công trình nó rất là gọn, hoặc là cả nhà mình xài gia đình cần cái mẫu nhỏ hơn thì mình sử dụng dòng này ha. Đó, đây là mặt bên hông của máy nè cả nhà. Mặt bên hông của máy nha. High quality là dòng này đạt tiêu chuẩn chất lượng rất là cao luôn nha cả nhà nha. DC Inverter Welder là dòng này là tiết kiệm điện nè, hãng Kobe, model là MIX 272 Pro. Mẫu này mình được xuất xứ từ Nhật cho nên cả nhà mình xài độ bền khá là cao ha. Rồi, và nâng cấp, cái này là đời nâng cấp, em nói luôn là đời nâng cấp của 252 Pro này cả nhà. Cho nên là hai nút điều chỉnh ở đây, có hai nút điều chỉnh nè. Cái nút này á là điều chỉnh tốc độ dây và ampe nằm trên ở nút cao nha cả nhà. Còn nút thấp là điều chỉnh thêm cái độ ngấu của mối hàng, để khi mà cả nhà mình hàng inox nè, ghế inox mỏng tầm 3-4 gem thì mình sử dụng nó dễ hơn rất là nhiều so với đời cũ nha cả nhà nha. Và cái này là cái đồng hồ này, đời nâng cấp nên đồng hồ chìm luôn, không phải đồng hồ nổi ha. Và công tắc cái nút này chuyển đổi tự động luôn nha cả nhà. Đó, rất là ok nha. Model MIX 272 Pro nha. Rồi đây là cái nắp đựng cuộn dây nè. Đó. Và bây giờ em sẽ đi sâu vào hướng dẫn cho cả nhà mình cách lắp ráp. Thì trước tiên thì em cũng xin điểm lại những cái phụ kiện mà kèm theo sẽ bao gồm bao nhiêu món nha cả nhà nha. Một nè ha. Rồi hai nè. Súng MIX là hai nha. Hai nè ha. 3 nè, 4 nè, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 ha. 13 14 nha cả nhà. 14 món nha. Với lại là thêm thì ngoài những phụ kiện kèm theo á, thì nếu mà cả nhà mình chia sẻ cái video này thì em sẽ tặng thêm cho cả nhà mình một cuộn hàng nữa nha. Nói chung là tổng là 14 món, nếu mà cả nhà mình chia sẻ cái video này thì em sẽ tặng thêm một cuộn hàng nữa, tổng sẽ là 2 cuộn hàng và tổng sẽ là 15 món luôn nha cả nhà. Đó, cả nhà mình yên tâm sử dụng ha. Rồi. Và bây giờ em sẽ đi vào hướng dẫn nè, cách lắp cái cuộn hàng mít vào đây nha cả nhà nha. Đây, đầu tiên cái nắp này nè, có nhiều khách hàng hỏi em là cách mở nắp này, cả nhà mình ấn tay vô đây ha, mình dỡ cái nắp này lên. Rồi, sau đó cả nhà mình tháo nè, tháo những con ốc này ra giúp em ha. Rồi, để đây nha. Rồi, cái cần màu đen này cả nhà mình gạt xuống, nhấc cái miếng đen kế bên này lên. Rồi, em cũng chuẩn bị sẵn cái cuộn hàng nha cả nhà. Đây, cuộn hàng đây ha. Cái kìm. Để em lấy cái kìm ha. Em lấy giùm chị cái kìm với. Kìm đâu ta? Là đây. Đây, kìm này cả nhà mình cắt giùm em cái đoạn dây cong nha, để cho dây ra ngọt nha cả nhà. Đầu tiên thì mình sẽ cố định dây vào trục và cả nhà mình sẽ luồn dây nè.
từ cái khe bạc bên này nha cả nhà, mình luồn qua con lăng đó, mình luồn qua cái rãnh, luồn qua cái rãnh xong mình luồn qua cái lò xo bên trong nha cả nhà. Đó, đơn giản lắm ha. Rồi, chờ em chút xíu ha, mình cắt dây nó chưa có được ngọt lắm. Rồi mình sẽ luồn dây từ cái lò xo này nè, qua cái rãnh ha. Rồi qua cái con lăng bên trong, rồi qua cái lò xo bên trong nha cả nhà. Sau đó cả nhà mình đẩy dây ha, đẩy dây ra ngoài nè. Đẩy dây ra ngoài tầm khoảng 3-4cm gì đó nha cả nhà. Rồi, rồi mình gạt cái cọng màu đen này xuống, mình nhấc cái miếng đen kế bên này lên lại. Sau đó cả nhà mình lắp nè. Đầu tiên sẽ là cái ốp này nha cả nhà. Ốp nè, lò xo ha. Rồi tới lông đèn. Lông đèn rồi tới cái khớp nối nha. Đây, đây là cái khớp nối nha cả nhà. Mình siết dây lại ha. Rồi, siết lại giùm em. À, khi đi á cả nhà, mấy bé bên bên kho của bên em á sẽ siết cái nút này nè, khá là chặt luôn nha cả nhà nha, siết chặt lắm, cho nên khi mà cả nhà mình nhận máy á, cả nhà mình có thể nới lỏng ra giùm em một xíu nha. Đó, rồi cái nút này mình siết vô giùm em một xíu nha cả nhà đó. Rồi ha. Rồi bây giờ em sẽ hướng dẫn lắp đi xuống mít nha. Rồi. À, đây, em lấy ổ điện ha. Rồi, cái súng mít này cả nhà. À, bây giờ em sẽ cắm điện vô nha. Cắm điện vào đây. Rồi, cây súng mít này cả nhà. Cái này ai bật sẵn thì mình tắt lên. À, cây súng mít nó có cái lỗ này cả nhà. Mình sẽ luồn cái dây vô đây cho em nha. Đó, mình sẽ luồn cái dây vô cái lỗ nè. Cho vô khớp nha cả nhà. Cho vô khớp rồi mình siết lại giùm em ha. Rồi, cái rãnh nè. Cái rãnh này rãnh nằm dưới nha cả nhà nha. Mình luồn vô đây. Rồi mình siết lại cái này giùm em. Rồi. Sau đó cả nhà mình bật máy lên. Hai nút này cả nhà mình tăng hết cỡ giùm em luôn. Rồi, sau đó mình sẽ chuyển đây cả nhà. Cái nút này nè. Đầu tiên á bấm vô là chế độ đèn báo này, chế độ hàng mít nha cả nhà. Mình bấm thêm một cái là hàng que và bấm thêm một cái đó là hàng lít tích nha cả nhà. Bây giờ em đang test thử chế độ mít nha. Đây mình kéo thẳng sợi dây xuống mít ra. Rồi. Sau đó cả nhà mình bóp giữ cái công tắc của súng mít nè. Đây em dở nắp lên nè. Thì cuộn hàng nó sẽ quay ra ngoài nha cả nhà. Đó, cả nhà mình chờ chút xíu ha. Cuộn hàng nó sẽ, dây cuộn hàng bắt đầu sẽ quay ra tới ngoài đầu bếp luôn ha. Rồi, cả nhà mình đợi chút xíu nha. Rồi, ra rồi ha. Rồi bắt đầu mình hàn thôi nha cả nhà. Nếu mà trường hợp nghẹt bếp thì cả nhà mình cứ tháo giùm em cái chụp khí với cái bếp bên trong ra, mình luồn vô lại ha. Rồi và bây giờ em sẽ test thử nha cả nhà nha. Đây ha. À, đầu tiên á, là em sẽ hàn thử trên sắt dày trước nha cả nhà. Em cũng mượn dây kẹp mát này ha. Rồi cả nhà mình đăng ký kênh cho em xin một lượt like. À, đăng ký kênh và chia sẻ cho em có động lực nha cả nhà. Em hàn thử ha. Rồi đây. Em gắn mắt luôn nha. Xa quá không? Dạ alo. Dạ alo. Xa quá. Rồi, em gắn mắt vô đây nha. Rồi và bây giờ em sẽ hàn thử nha cả nhà. À, em sẽ hàn thử nha. Đầu tiên á, nếu mà cả nhà mình hàn sắt đây là sắt sắt này là sắt tầm khoảng 4-5 ly ha. 5 ly thì cả nhà mình hàn tầm khoảng 100 giùm em nha. Đây độ ngấu nha cả nhà, em hướng dẫn điều chỉnh nha. Cái này là cả nhà mình giảm xuống 125 giùm em, với lại cái này là độ ngấu của mối hàn. Khi mà cả nhà mình hàn sắt dày thì mình để tầm khoảng dấu từ 0 cho đến là số 1 cộng giùm em nha. Đó, và bây giờ mình sẽ hàn thử trên sắt dày nha cả nhà. Chạy rất là ngọt nha cả nhà nha. Đó, cả nhà mình cùng em nè. Nó ngấu sát vào vật liệu hàn nè. Cái này em hàn rất là ngắn để em hàn thêm đường dài nữa ha. Wow. Nó rất là ngấu sát vào
vật liệu hàn nha cả nhà, cho nên là cả nhà mình yên tâm nha. Để em hàn, bây giờ em sẽ hàn trên sắt hộp xem thử là máy này mình hàn trên sắt hộp có ok không nha. Đây, đây là hai miếng sắt hộp của em Hường nè, và bây giờ em sẽ hàn trên hai miếng sắt hộp này nha. Chờ em chút xíu ha cả nhà, em đeo kính và bao tay nha. Rồi, rồi cả nhà mình chia sẻ video giúp em nha, cho em có động lực em hàn thử trên sắt hộp nha cả nhà. Nếu mà mình hàn trên sắt hộp này thì cả nhà mình để độ ngấu từ tầm 0 với lại là ampe cả nhà mình giảm xuống cho em tầm khoảng 50, 52 gì đó là ok nha cả nhà. Đây rất là dễ hàn nha. Mình chấm là dính dính luôn ha. Vậy em sẽ hàn nha. Rất là dễ hàn nha cả nhà, dòng này là dễ hàn cực kỳ luôn. Cả nhà mình cùng em kiểm tra xem thử là dễ hàn đến đâu nha. Bây giờ em sẽ gõ nhẹ cái mối hàn này nha. Đây em sẽ dùng cái búa gõ sỉ nha cả nhà. Đây cái búa gõ sỉ nha cả nhà, đây là mối hàn nè. Đó cả nhà mình thấy không, mình gõ tới đâu là mối hàn nó sáng nó trắng tới đó luôn nha cả nhà. Cả nhà thấy không, cực kỳ là ok không, mối hàn nó quá là tuyệt vời nha. Đó mình chỉ chà nhẹ là mối hàn nó đã sạch trơn nha cả nhà. Đó nó ok nha. Rồi và bây giờ em sẽ hàn tiếp mặt sau nha. Em sẽ hàn kéo một đường mặt sau luôn nha cả nhà. Cả nhà mình cùng em chia sẻ cái video này cho em có động lực em hàn tiếp một đường xem như thế nào nha cả nhà nha. Rồi, mình chấm là nó dính rồi ha, rất là ngon luôn đó cả nhà. Cùng em kiểm tra cái mối hàn nha, sau khi em hàn kéo nha cả nhà, mối hàn nó còn đỏ ửng luôn ha. Đây, chỉ có lớp bụi thôi nha. Và bây giờ em sẽ gõ nhẹ cái lớp bụi này nè, cả nhà mình cùng em kiểm tra cái mối hàn nha. Đó, cả nhà mình thấy không, em gõ tới đâu nè là cái mối hàn nó sẽ sáng tới đó luôn nha cả nhà. Cả nhà mình thấy không, đó, cả nhà thấy cực kỳ không, rất là sáng luôn ha. Sáng nè, mà rất là ngấu nha. Đó, mối hàn rất là trắng nha. Wow, cả nhà mình thấy cực kỳ đỉnh chưa. Em chè nha. Mối hàn thì cực kỳ là sáng và ngấu sáng vào vật liệu hàn nha cả nhà. Rồi, và bây giờ em sẽ hàn tiếp một đường nữa nha. Cùng em trải nghiệm hết cái video nha cả nhà. Em sẽ tăng lửa lên một chút xíu xem thử như thế nào ha. 70 đi ha, 60 đi, 65 nha cả nhà. Rồi, em hàn tiếp cái hai cái miếng sắt hầm này nha. Dễ là hàn lắm luôn nha cả nhà. Em Hường hàn được thì cả nhà mình yên tâm nha. Rồi đây, em sẽ hàn thử nha. Đó, mình chấm cái đâu là dính tới đó luôn nha cả nhà. Rất là ngon nha. Mà cái tiếng hàn nó cực kỳ là ngọt luôn á cả nhà. Đây ha. Cái này em đã tăng lửa lên rồi đó cả nhà. Ôi, tăng mạnh với nó nổi mà lủng luôn đó cả nhà. Để em hàn lại nha. Không đáng lên nhưng mà không có.
Rồi, cả nhà mình cùng em kiểm tra muối hàn nha. Em tăng lửa lên một xíu đó. Rồi, và bây giờ em cũng gõ nhẹ cái muối hàn này nha, ra nha cả nhà. Đây, hồi nãy em tăng lửa lên thì cái chỗ này nó hơi lủng nè cả nhà, nhưng mà mình gõ tới đâu cả nhà mình thấy không, muối hàn thì nó sáng tới đó luôn ha, cực kỳ là sáng luôn nha cả nhà, cả nhà thấy không? Wow, quá là ok nha. Đó, cả nhà mình thấy không, muối hàn cực kỳ là ok không. Dòng này á, đối với cả nhà mình không biết hàn nè, hoặc là mình hàng thợ quảng cáo, với cả nhà mình hàng trên cao cũng rất là gọn, đi công trình cực khỏe nha. Nếu mà cả nhà mình cần một cái mẫu gọn hơn thì mình sẽ xài siêu phẩm mít 272 Pro đời nâng cấp nhất hiện tại nha cả nhà. Em sẽ hàng tiếp cái này nha. Rồi, em sẽ hàng tiếp mặt này nha. Dài luôn nha. Hồi nãy giờ em đang hàng là mình hàng kéo một đường khá là dài luôn á cả nhà. Rồi, và bây giờ nó chỉ có lớp bụi thôi không cả nhà, thấy không? Nó chỉ có lớp bụi thôi. Và những cái này nè là lớp bụi thôi, nó chỉ là một cái lớp bụi nhẹ thôi cả nhà. Và bắt đầu em gõ này nha. Đó, cả nhà mình thấy chưa? Gõ tới đâu là mối hàng nó sáng nè. Đó, cả nhà mình thấy sáng cực kỳ sáng chưa? Wow, quá đỉnh luôn nha cả nhà nha. Đó. Rồi, wow, cực kỳ tuyệt vời chưa cả nhà. Hồi nãy giờ em hàng thì thực tế hồi nãy giờ cái mối hàng này là quá là đỉnh cao. Khi mà em để lửa lên 65 nha cả nhà, chỉ có 65 ampe thôi, là có nghĩa là em sử dụng rất là ít nha. Siêu phẩm này tới 272 ampe mà em chỉ hàng có 65 thôi đó. Mà mình ra mối hàng cả nhà mình thấy không, vừa ngấu nè, sát nè, sáng nha, trắng nha, và ngấu sát vào vật liệu hàng, hàng sắc mỏng này là không lủng nha cả nhà. Em chà nhẹ ha. Đó, cho nên là mối hàng thì rất là sáng luôn nha cả nhà nha. Nè, cả nhà mình thấy chưa? Cực kỳ là ok không? Trong khi đó em Hường không phải là thợ hàng, và em Hường cũng không nói chung là em Hường cũng không biết hàng gì hết nha cả nhà nha. Rồi, và bây giờ em sẽ hàng gốc luôn. Em hàng gốc xem thử là có hàng được hay không. Nhưng mà trước khi mà em hàng gốc á thì có nhiều anh cũng nói với em là em hàng thử trên inox. Thì để mà có thời gian mà để mà hàng inox là cái mối hàng inox nó sẽ tự bong như thế nào á, thì bây giờ em sẽ hàng lại hàng inox trước nha cả nhà nha. Em để cái xuống bít đây ha. Đây, cái máy này là em để em hàng inox nè. Đó, nhà mình thấy không? Và bây giờ em sẽ cắm điện lên nha. Trong này em đây là củ inox 308 nha. Em lắp sẵn vào đây rồi mình sẽ sử dụng củ inox để mình hàng luôn nha cả nhà. Đó. Rồi, đây là củ inox nha, và bây giờ em sẽ hàng thử trên inox. Đây, cả nhà mình cùng em kiểm tra đây nè, đây có phải là inox hay không. Thì mình sẽ sử dụng nam châm để hít nha cả nhà. Đây là miếng sắt ha, em hít inox rất là xin lỗi cả nhà, đây là miếng sắt ha. Mình hít nam châm nè, là dính luôn ha. Đây cũng là sắt khi nãy em vừa hàng nè. Nó hơi nóng nha cả nhà nha. Đó, rồi. Và bây giờ em sẽ dùng inox này cả nhà. Inox mình hít là không dính nha. Inox này cũng để cũ rồi, em để một thời gian rồi đó, nhưng mà hít là không dính nha cả nhà. Đó, là bây giờ em sẽ hàng thử xem thử là có em sẽ hàng thử xem thử là có ok hay không nha. Em sẽ hàng thử xem có ok hay không nha cả nhà. Rồi đây. Rồi đây, đây là cái dây của inox nha. Đó, em cho hẳn dây ra xíu nha cả nhà. Rồi. Rồi, cả nhà mình chia sẻ video giúp em nha, cho em có động lực ạ, ủng hộ em nha cả nhà. Em hàng thử nha. Tiếng khá là giòn luôn ha cả nhà ha. Rồi. Một xíu nha. Đây là em hàng một đường ở chính giữa hai cái miếng inox này, và em hàng đường kế bên luôn nha.
rồi, hàng mà nó lủng luôn cả nhà. Mình em hàng kéo mà nó lủng luôn ha. Đó. Rồi, đó cả nhà mình chờ em xíu nha. Em sẽ để cái miếng inox ở đây, chút xíu nữa là những cái này nè, nó sẽ văng ra, nó sẽ tự trắng luôn nha cả nhà. Và tí nữa mình kiểm tra sau ha. Rồi đây nha, em để đây ha. Rồi. Và bây giờ là em sẽ hàn gốc nha cả nhà. Đó, đây là em sử dụng máy, cái máy này sử dụng cuộn inox 308 nha. Rồi, và trong khi chờ đợi cái mối hàn inox nó sẽ bong ra luôn. Và bây giờ em sợ nó văng trúng ha. Là em sẽ hàn gốc nha cả nhà, em hàn gốc xem thử là máy này có dễ hàn hay không nha. Rồi, và em sẽ sử dụng cái máy lúc nãy nha cả nhà. Cái lúc nãy em hàn à. Em bật lên nha. Đây, cái dây súng. Em hàn gốc nha. Để ampe tầm khoảng 40 xem như thế nào nha cả nhà. Rồi ha. Đây. Đây là hai miếng sắt nè. Đây em sẽ hàn gốc nha. Cái này hơi bị khê cả nhà. Cả nhà nhìn xem này, em đánh một phát là dính luôn ha. Máy này nó độ ngấu nó khá là cao nha cả nhà. Rồi, cả nhà mình chia sẻ video cho em có động lực nha. Em hàng nha cả nhà. Cùng em kiểm tra cái mối hàn nha. Em mường hàn gốc là kiểm tra xem thử là có lủng hay không nha cả nhà. Cùng em kiểm tra cái mối hàn nè. Nó chỉ có lớp bụi như thế này nè cả nhà. Cùng em kiểm tra kỹ xem thử là có lủng hay không nha. Đây. Đây nha cả nhà, em sẽ gõ nhẹ nha. Wow. Cả nhà mình thấy chưa? Cái mối hàn nè. Mình gõ tới đâu là mối hàn nó sáng tới đó luôn nha cả nhà. Cực kỳ là ngon luôn ha. Đây, em chà nhẹ nè. Cả nhà mình thấy mối hàn không? Đó là ngấu và sát vật liệu hàn như thế này. Mối hàn cực tuyệt nha cả nhà. Trong khi đó em Hường không phải là thợ hàn nha. Cho nên là cả nhà mình không biết hàn, hoặc là mấy anh không có tay nghề, hoặc là chưa bao giờ sử dụng máy hàn, mình có thể hàn vô tư nha. Nếu mà cả nhà mình ít hàn hoặc là cần bộ mẫu gọn đi công trình, có thể sử dụng mẫu này nha cả nhà. Mẫu này sẽ nhỏ hơn mẫu 3000 Pro rồi. Và bây giờ em sẽ hàn tiếp ở bên trong luôn ha. Xin lỗi cả nhà nha, tại vì em cứ đeo khẩu trang ra rồi tháo ra hoài à. Tại vì em hàng là đeo khẩu trang vô. Rồi đây, bây giờ em sẽ hàng tiếp bên hông này nè. Đó, rất là dễ hàng, tiếng hàng cực kỳ êm luôn nha cả nhà. Kiểm tra cái mối hàn nè, quá là ngon ha, tiếng hàn cực kỳ là êm luôn. Nói chung là em mường hàn mẫu này cũng khá là ok, và em cũng cảm thấy là mối hàn cực kỳ là đỉnh khi mà em không phải là thợ hàn nha. Nó chỉ có lớp bụi ha cả nhà, em gõ nha. Đó, cả nhà mình thấy không, mình gõ tới đâu là mối hàn nó sáng lắm luôn. Đó, vừa sáng mà vừa ngấu sáng vào vật liệu hàn nha cả nhà, cực kỳ là ok nha. Và đây nè, không có lủng nha cả nhà, đó không có lủng nha. Và bên đây là mối hàn khi nãy em hường hàn nè. Đó. Rồi. Và bây giờ cả nhà mình cùng em kiểm tra cái miếng inox này nha cả nhà, xem thử là độ sáng như thế nào ha. Đây, nó chị nè. Nó bung gần hết rồi cả nhà. Em hường chà nhẹ ra nha. Đó, cả nhà mình thấy không? Hàn inox cực kỳ là ok nha. Cái miếng inox này cũng cũ rồi nhưng mà mình hàn cũng khá là bắt mắt, khá là tốt nha cả nhà. Cái này là lúc nãy em hàn khúc trên nè. Đó, nó rất là sáng luôn ha. Nếu mà cả nhà mình hàn inox á, thì cả nhà mình có thể là có hai cách hàn. Một á, là cả nhà mình có thể sử dụng cái cuộn inox 308, hoặc là không thì cả nhà mình
sử dụng là cái cuộn inox 308 mà khi nãy như nãy giờ em mượn hàng cả nhà mình hàng inox hoặc là sử dụng cái cuộn tặng kèm theo máy thì cả nhà mình có thể hàng được ba vật liệu luôn là sắt kẽm và inox luôn nha cả nhà. Rồi và đây cả nhà mình cùng em kiểm tra cái mối hàng nè, khi nãy em hàng trên hai miếng sắt hộp này cả nhà thấy ok không? Quá là ok luôn ha. Mình hàng sơn sắt dày cuộn ngấu khá là tốt, tầm 5-6 ly ha. Đổ lại là cả nhà mình hàng siêu phẩm mít 3000 pro rồi là ok rồi. Và khi á mà cả nhà mình hàng á thì có nhiều anh cũng thắc mắc là hỏi em là mình khi mà mình hàng xong á thì mình sẽ chuyển đổi sang hàng quen như thế nào nha cả nhà. Đây cái dây xung mít của nãy giờ em hàng nè. Nếu mà cả nhà mình muốn chuyển đổi sang hàng quen thì đầu tiên á cả nhà mình bớt công tắc xuống nè, cho dây nó rang lời ra chút xíu, rồi sau đó cả nhà mình bấm giùm em cái đầu dây mã nu lên này cả nhà, đó thấy không. Rồi cả nhà mình mở cái nắp này lên, mở cái nắp này lên nha, mình gạt cái cần màu đen này xuống, sau đó cả nhà mình thâu dây bằng tay nè, thâu dây bằng tay nha cả nhà. Rồi cái này cả nhà mình tháo cái này ra để mình nhìn cho nó dễ ha, đó mình thâu dây bằng tay lại nha. Thâu dây bằng tay nha cả nhà, em tháo ra cho dễ nhìn ha. Đó, mình cứ thâu dây bằng tay nha, thâu vừa tới mép thôi nha cả nhà. Em sẽ hướng dẫn kỹ hơn cho cả nhà mình thâu dây ha. Đó, mình cứ thâu dây lại nha. Rồi, sắp hết rồi cả nhà, dây này tới 3 mét luôn. Rồi, đó, mình thâu vừa tới mép thôi nha cả nhà, cả nhìn nhìn nè. Mình thâu vừa tới mép đủ mà cả nhà mình gắn cái kìm hàng vô, sau đó mình kẹp cái cần này lên lại để cho nó cố định dây ha. Rồi. Đó, rồi. Rồi và bây giờ mình sẽ chuyển sang hàng quen nha cả nhà. Tự cả mình tháo giùm em cái xuống mít này ra luôn ha, tháo cái cọc này ra luôn. Đó, rồi. Rồi, và bây giờ nè, cả nhà mình chuyển sang hàng quen nha. Chuyển sang hàng quen thì bấm cái nút này vô giùm em, chuyển sang chế độ MMA. Sau đó cả nhà mình gắn cái sợi dây kìm hàng vào cái cọc còn lại nha cả nhà. Đó, nó rất là đơn giản ha. Cho vô khớp nha cả nhà. Đây, cái còn nó còn dây. Cả nhà mình nhớ là cho dây vô 100 một xíu nha. Cái này em vẫn còn dây nó nằm nó chưa có vô khớp lắm á. Rồi, nó chưa có vô trong một xíu, mình cho nó vô trong luôn ha. Rồi. Sau đó mình sẽ gắn cái sợi dây kìm hàng vô đây. Đó, rồi mình siết lại thôi nha cả nhà. Rồi và bắt đầu mình sẽ hàng que nha. Đây. Đây là que 2 ly rưỡi nè. Que 3 ly 2, 2 ly rưỡi nha cả nhà, 3 ly 2 và em sẽ kéo thử trên que 3 ly 2 luôn ha. Xem thử là siêu phẩm này mình hàng que 3 ly 2 có ngọt hay không nha cả nhà. Rồi, cả nhà mình cùng em chia sẻ video nha, cho em có động lực một xíu nha cả nhà. Đây em sẽ hàng trên que 3 ly 2 luôn nha. Kéo qua que 3 ly 2 cũng khá là ngọt nha cả nhà nha. Đó, rất là ngọt luôn ha, mình kéo liên tục que 3 ly 2 mà không ngắt nè. Wow. Cả nhà mình cùng em kiểm tra cái mối hàng nha. Đây. Đó. Mình hàng que đó cũng tới trong cái dòng này em đang kéo trên que 3 ly 2 cũng khá là ok nha cả nhà. Rất là ok nha. Đó là cái cách mà thao tác mà em thường hướng dẫn cho cả nhà mình cách mà sử dụng hàng mít rồi mình chuyển sang hàng que như thế nào đối với siêu phẩm mít 272 pro của Kobe nha cả nhà nha. Thì cái dòng 3000 pro này thì lúc trước em có báo giá là 3,8 triệu, nhưng mà ví dụ cả nhà mình cần một mẫu nhỏ hơn để đi công trình nè, mình xài gia đình, mẫu lớn á, mẫu 3000 nó sẽ rất là phí, cho nên cả nhà mình sẽ sử dụng mẫu 272 pro của Kobe nha. Đời nâng cấp nhất luôn nha cả nhà, nâng cấp hiện tại của 250 lên thì độ bền nó sẽ cao và trọn bộ. Thì bên em giao tới nơi, cả nhà mình chỉ thanh toán là giá bên công ty đang giảm dịp cuối năm là chỉ còn 3,1 triệu nha cả nhà. Nếu mà chia sẻ video thì tổng sẽ cả nhà mình sẽ được nhận tới hai cuộn hàng nha, tổng sẽ là 15 món là em giao tới nơi. Cả nhà mình kiểm tra máy nè,
test thử máy thoải mái, ok mới trả tiền. Thì cứ gọi cho em sẽ tư vấn ngay cái số điện thoại của em trên màn hình nha cả nhà. Bảo hành chính hãng của Kobe là 2 năm, độ bền thì khá là yên tâm, cả nhà mình yên tâm mà sử dụng nha. Đăng ký kênh và chia sẻ video ủng hộ em nha cả nhà. Em cũng xin chúc cả nhà mình một buổi tối thật là nhiều niềm vui, nhiều sức khỏe nha cả nhà. Cảm ơn cả nhà mình đã dành chút thời gian để xem hết video của em nha. Em Hường xin cảm ơn và xin chào.